Về chất lượng thì thực sự đánh giá là con này build không cao cho lắm, và cái tản nhiệt của nó cũng không phải là tuyệt vời nhất, nhưng nó là một con cạc rất đẹp và nó là màu trắng, đồng thời mức giá nó cực kỳ là ổn luôn. Mua mới em nhá, đang nói mua mới chứ không nói mua cũ. Mua cũ thì nó làm gì, đúng không? Như anh em đã biết đấy, thì mình rất là hay build những PC màu trắng này, livestream này, video này, vân 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 vân. Gọi mình là Walter White đi, bởi vì mình rất thích làm đồ trắng nhưng lại không chơi. Là như thế đấy. Thế nên là có rất nhiều anh em hỏi trong comment của mình rằng là liệu rằng có thể build được một bộ PC full trắng mà lại còn giá rẻ không? Câu trả lời là có nhá. Và nó ngay sau đây, hãy cùng mình build bộ máy này nhá. Rồi, thì đây là những thành phần thiết yếu ở trong bộ máy, nhưng mà hãy cứ tạm thời để qua đi, bởi vì đơn giản là phải bắt đầu với những thứ đầu tiên chứ, đúng không? Cái thứ đầu tiên có lẽ là quan trọng nhất, đó chính là cái body của em này, là chiếc main. Đó chính là chiếc main ROG Strix B660A đến từ nhà Asus. Em main này thực ra thì nó khá cao cấp, nhưng mà bây giờ nó là một con main khá rẻ trong những cái tầm main xịn rồi. Và hiệu năng của nó thì quá là ngon nghẻ luôn. Anh em có thể chơi với cả CPU i9-12900K mà không cần phải quá lo về việc mất nhiều hiệu năng. Về bề mặt thì em này sẽ có một màu trắng, đúng chính xác hơn là một cái heat sink màu bạc, và nó sẽ có đầy đủ tất cả các che chắn luôn. Bề mặt em này thì là màu đen, có một chút họa tiết màu trắng, nhưng mà thực sự thì mình cảm thấy những cái giáp này đã đủ khiến cho nó trắng trẻo rồi. Bên sau thì là cổng I/O rất là xịn sò này, 4 cổng USB 2.0 này, 3 cổng USB 3.0 tốc độ cao này, và 2 cổng Type-C cộng với cả LAN 2.5G nữa, cùng với cả Wi-Fi và Bluetooth đầy đủ luôn. Em này thì thực sự là anh em mua không cần phải lo nghĩ gì cả, bởi vì hôm nay chúng mình sẽ chơi với cả một chiếc CPU rất là bình thường thôi. Và chiếc CPU đó sẽ là chiếc CPU i5-12400F. Mình biết rằng là nó cũng không gọi là quá cao cấp với cả chiếc main này. Với chiếc main này anh em nên mua ví dụ như 13400 hay là 12600K, 13600K, 10i7 luôn đi. Nhưng thực sự với giá trị bây giờ thì chiếc CPU này quá ngon. Và tất nhiên rồi, anh em phải biết rằng là video này là video dành cho những ai muốn build PC màu trắng mà lại còn giá rẻ, đúng không? Thế nên là con này cực kỳ hợp lý anh em nhá. Để lắp CPU vào thì rất là đơn giản thôi, chỉ cần mở cái lẫy ra, mở socket ra. Đấy, nhìn socket đầy đủ chân nhá. Rồi cho CPU vào đúng chiều. Vào đúng chiều này. Đấy, lắc xem nó có bị ok vào đúng chiều đúng không? Đặt main xuống, đóng vào và thế là xong xuôi. Về phần RAM thực lòng mà nói, anh em có thể dễ dàng mua một kit RAM D50 2 thanh 8GB với mức giá khoảng tầm 1.4 triệu thôi. Kit đấy thì cực kỳ rẻ, chất lượng cũng ok mà lại màu trắng nữa. Nhưng do là mình đang không có kit đấy ở đây, thế nên là mình sẽ dành dùng tạm, đó chính là Kingston Fury Beast phiên bản ghế tinh như anh em nhé. Em này thì đã quá quen thuộc rồi. Thực sự thì chúng mình cũng lắp khá nhiều nó ở trên livestream, khiến cho nó trở thành một kit mà mình có thể tin tưởng được khi mà có thể boot ở mọi chiếc main DDR4. Và tất nhiên rồi, em main này cũng là một em main DDR4, thế nên là có thể sử dụng thoải mái những kit đã rẻ như này. Rồi, và cuối cùng có lẽ là chiếc ổ cứng. Thì bởi vì chúng ta đang có đầy đủ tất cả các giáp ở đây, thế nên là ổ cứng chúng ta không cần phải quá quan trọng về cái màu sắc hay là gì cả. Nếu anh em thích ổ cứng RGB thì sẽ có Adata Spectrix S40G. Nhưng mà thực ra thì em SN850 này đã quá đủ hiệu năng rồi. PCIe Gen 4 không cần phải lo lắng, và chỉ cần mở ra cái khe đầu tiên là có thể truy cập được rồi. Vì là một bộ máy trắng, thế nên chúng ta sẽ có một chiếc tản nhiệt màu trắng. Và em này thì sẽ là em quá đơn giản rồi, TG360, một trong những cái tản nhiệt khá mới trong thời điểm hiện tại của Zonbo. Và nó sẽ có màu trắng. Để có thể gọi là đạt được cái hiệu năng cao nhất, tốc độ cao nhất, thì mình sẽ lắp cái gông của nó trước. Và nó sẽ là gông của Intel Backplate. Và một điều rất may mắn là em quạt này đã được lắp sẵn rồi, bởi vì nó là quạt gắn liền, thế nên là mình không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề lắp quạt nữa. Tốc độ lắp cũng sẽ rất là nhanh thôi. Lắp cái gông vào thì chỉ cần lấy cái gông ra, lắp vào đằng sau. Vậy là tất cả những gì đã có thể lắp trên main thì đã đều được lắp trên main rồi. Hãy cùng đến với phần vỏ cây nhá. Vỏ cây ấy, thì mình đang có ở đây đó chính là một chiếc lại Zonbo tiếp. Đây là chiếc Zonbo D41. Anh em đã quá quen thuộc với những vỏ cây này rồi. Nó là những vỏ cây mới của Zonbo và nó có những cái tính năng mà anh em thực sự mình cảm thấy rằng là rất đáng để mua. Thì hôm nay mình sẽ đi với cả một phiên bản màu trắng, bởi vì chúng ta dùng cây trắng mà. Và một điều nữa đó chính là mình sẽ không đi với phiên bản mesh anh em nhé. Tại sao thì đợi tí để mình mở ra và mình giải thích cho anh em luôn. Đây, tại sao mình lại không đi với mesh? Thì câu trả lời của mình là
Mình cảm thấy rằng là khi mà anh em build một cây full trắng, nó có thêm một chút mesh đằng trước, nó nhìn trông rất là dễ nhận ra, anh em hiểu không? Tức là ví dụ như nếu mà là màu đen thì mesh sẽ khó nhận ra hơn bởi vì nó đều là các lỗ. Nhưng mà màu trắng thì khác, màu trắng cực kỳ là dễ nhìn ra mesh luôn. Và mình nghĩ rằng một màu trắng trơn như này sẽ đẹp hơn rất nhiều so với cả một màu trắng có nhiều lỗ. Đấy là lý do tại sao mà mình chọn phiên bản này. Nếu mà anh em không thích ý, anh em có thể mua phiên bản mesh, nó đắt hơn có 100.000 thôi thì phải, cho nên mình nhớ như thế. Và anh em sẽ nhận được một cái airflow tốt hơn, một cái nhiệt độ tốt hơn, và tất nhiên rồi sẽ giúp anh em không cần phải mua quá nhiều tản nhiệt cho chiếc máy của chúng ta. Nhưng mà ý kiến bản thân mình thì mình vẫn thích phiên bản trơn với cây màu trắng như này. Để lắp mọi thứ vào cây thì cũng cực kỳ là đơn giản luôn, anh em chỉ cần gỡ tấm đằng trước, mặt kính này, mặt lưng này, mặt trên nữa này, và cả mặt trước luôn anh em nhé. Khi này thì việc cho main vào cực kỳ là đơn giản và cực kỳ là dễ dàng luôn. Rồi, và mình đã cho xong main vào rồi. Nhưng mà thường ấy thì câu chuyện tiếp theo của cái sự kiện này đó chính là mình sẽ lắp cái nguồn vào. Nhưng mà giờ đây ta đã khác, bởi vì sao? Hôm nay mình sẽ dùng một chiếc tản 360 và bên trên này sẽ chứa được một chiếc tản 360. Nhưng mà nếu mà anh em để cái cục nguồn này nó thấp có cao quá này thì mình sẽ phải làm một việc, đó chính là mình sẽ bị thiếu cái diện tích để đi dây nguồn vào, tức là đi cái dây nguồn chính rồi ấy, đi dây AC vào và cái nguồn đấy. Thế nên là mình bắt buộc sẽ phải làm một điều, đó chính là lắp tản nhiệt trước khi mình lắp nguồn vào. Rồi sau đấy mình đi dây rồi mình cho nguồn vào nhá. Lắp xong cái tản nhiệt rồi anh em ạ. Và dây dợ cũng đã được đi qua một chút. Nhưng trước khi mình lắp nguồn thì mình sẽ làm một thứ để có thể đi dây gọn hơn. Đó chính là mình sẽ lắp cái kích quạt của mình vào. Thì cái việc đó sẽ yêu cầu mình phải gỡ cái tấm, gỡ cái khối lắp 3.5 ở đây, lắp HD ở đây, và thay vào đó bằng cái kích quạt này. Đây là cùng kích quạt với cả kích quạt của chiếc tản nhiệt này, là một chiếc Unifan nhưng mà phiên bản Jumbo anh em hiểu không? Và nó khá là hay ho đấy. Nhưng mà bây giờ cùng mình lắp nó nhá. Đấy, công nghệ mới của loài người không? Rất hay. Hắn mà thôi. Không phải anh nhá. Kit fan này không phải là kit fan trong này. Kit fan này hơi khác một chút. Kit fan này nối được bởi dây, còn cái này là nối được bởi bằng mấy cái mạch trong này này. Anh em nhìn này, nó có một cái mạch này và nó sẽ là nối tiếp sang bên này. Đấy. Khá hay thôi. Thực ra thì không thể nào mà cứng cáp được bằng như là cái công nghệ của Liên Ly được. Nhưng mà thực sự thì với mức giá dưới 1 triệu cho một kit fan như này thì mình đánh giá là cũng khá ok. Nó cũng đắt gần bằng, đắt hơn một chút so với cái kit ID cooling mà anh em hay dùng ấy. Thì anh em có thể mua kit này để thay thế cho cái kit ID cooling đấy. Khác gì Unifan đâu, đúng không? Rồi. Xong sẽ có một dây chia ra và nối vào đây. Đấy. Dây chia cuối cùng nối vào đây. Bộ phun trắng cũng làm sáng sủa cả bộ máy lên đấy, đừng đùa. Sáng cả sủa. Ok. Vậy thì đã lắp xong quạt rồi, lắp xong rát rồi. Bây giờ thì công cụ cuối cùng đó chính là công cụ nguồn anh em ạ. Cái bộ nguồn này thì nó như nào? Bộ nguồn này chúng ta sẽ có một cái con nguồn. Tại vì ấy, mình thấy rằng là nguồn trắng hiếm, rất hiếm luôn. Trắng cực kỳ là hiếm luôn anh em ạ. Nguồn trắng rất hiếm, thế nên là mình đã lựa chọn một con nguồn vừa đủ trong tầm tiền và có mức hiệu năng tốt trong tầm tiền. Đó chính là con nguồn TUF. Con này thì mình nhớ là hạng B, hạng C rồi đấy. Nhưng nói chung là đều tốt, ổn trong một bộ máy tầm 25 triệu. Mỗi tội thôi là em này bị dùng dây nguồn liên, cho nên là hơi bùn một chút. Nếu mà anh em thích thì anh em có thể nâng cấp lên khoảng tầm gần 1 triệu nữa là sẽ được một con nguồn dây modular đến từ nhà FSP. Chứ đừng có mua mấy cái nguồn Sigmatic dây liền, dây giờ nhá. Thực sự thì mình không tin tưởng quá nhiều vào mấy cái con nguồn này đâu. Con này thì mình sẽ phải bắt buộc là hút từ gió bên ngoài nhá. Bởi vì đằng trước của mình không hề có quạt gì cả, cũng không hề có bất kỳ có loại thông gió gì hết. Thế nên là mình bắt buộc phải hút gió từ bên ngoài như này. Đây là cái cửa ATX, còn có một con nguồn là FFX bé tí cơ, nó nhỏ hơn một tí. Từ từ gắn dây vào đã, xong rồi xem vị trí cài bao nhiêu. Và gắn dây vào này, bật luôn anh em nhá. Nhớ bật luôn chứ không thì tí quên là khỏi đấy, bởi vì là mình đang bị chặn bởi cái tản nhiệt đây rồi. Và với cái bộ này thì mình sẽ chỉ cần đó chính là một dây nguồn này. Nguồn CPU thì có một đầu 8, một đầu 4 này. Dây ATX này,
với cả dây 24 pin này, với cả một dây 6.8 cho cạc thôi. Thế là cũng không cần nhiều lắm. Thành ra là mấy cái dây này bị thừa hơi nhiều. Thực sự thì nếu mà anh em có tiền, mình khuyên anh em nên nâng cấp lên nhá. Mình khuyên anh em nên nâng cấp lên một con nguồn modular, bởi vì bây giờ nguồn modular rẻ rồi. Còn nếu mà anh em thực sự tiết kiệm, đây là cái đây nhá. Cái bộ này là bộ kiểu tiết kiệm nhưng mà vẫn chất lượng anh em nhá. Bởi vì là nó sẽ đáp ứng được mọi cái nhu cầu của anh em thôi, và nó vẫn sẽ đáp ứng được khoảng tầm 80-90% cái nhu cầu về vẻ đẹp bên ngoài của anh em. Nhưng nếu anh em muốn có nhu cầu cao hơn nữa ấy, thì thực sự đây sẽ còn có thể tăng, ví dụ anh em tăng thêm 5 triệu thôi là nó đẹp vô cùng luôn, nó đẹp hoàn hảo luôn. Nhưng mà có từ này tiền dưới 30 chỉ như này thôi, chịu thôi. Và thế là đã xong quả xuôi rồi anh em ơi. Nguồn đã vào, main đã vào, dây đã đi. Bây giờ thì còn gì? Bây giờ thì còn mỗi một thứ có mang tên, đó chính là cặp màn hình thôi anh em ạ. Và cái kẻ chiến thắng của chúng ta ở đây đó chính là chiếc này. Đây là Crème de la Coupe, Pièce de la Résistance, chiếc 3060T của Gigabyte, chiếc Vision anh em nhá. Về chất lượng thì thực sự đánh giá là con này build không cao cho lắm, và cái tản nhiệt của nó cũng không phải là tuyệt vời nhất. Nhưng nó là một con cạc rất đẹp và nó là màu trắng, đồng thời mức giá nó cực kỳ là ổn luôn. Mua mới nhá, ta nói mua mới chứ không nói mua cũ thì nó làm gì, đúng không? Ôi, đây rồi anh em ơi, đã xong rồi anh em ơi. Đẹp chưa? Đẹp quá luôn anh em ạ. Thực ra thì nếu mà mình thấy thì những cái PC này có thể đẹp hơn. Nếu mà mình ví dụ như là dùng một con nguồn trắng này, dùng dây nguồn trắng custom này, hay là linh đan linh tinh gì đấy. Nhưng mình thấy này là quá đẹp với tầm 30 triệu rồi. Nhưng mà có một thứ đẹp hơn ấy, đó chính là B-roll. Anh em thấy không? Bộ máy đẹp không? Đẹp phết chứ không đùa. Nhưng mà công nhận bảo là bây giờ 30 triệu cho bộ máy có i5-12400, có 3060T, 16GB RAM, 1TSSD thì nó cũng có vẻ hơi cao. Bộ đấy khoảng tầm 25 triệu, 26 triệu thôi. Nhưng mà lý do tại sao nó mà lại tận 30 triệu ấy, đó chính là bởi vì thế này. Chúng ta sẽ có đầy đủ các loại gear luôn. Thứ nhất này là mình sẽ có một chiếc chuột, là chiếc chuột G304 đến từ nhà Logitech. Em chuột này thì chúng ta không thể nào bàn cãi được rồi. Chất lượng ok này, màu mè đẹp này, hãng lớn, thoải mái luôn. Đây là một em chuột trắng mà mình nghĩ rằng anh em rất là nên mua. Và được cái nó còn không dây nữa, rất là ổn. Còn về cái hệ bàn phím thì chúng ta sẽ có, đó chính là một chiếc bàn phím DAEU, là chiếc EK87 phiên bản màu trắng. Và mình đã lựa chọn đây là Red Switch anh em nhá. Em này thì cũng khá là đẹp thôi. Thực ra thì nếu mà về nhu cầu ấy thì em này thực ra nói thật là cũng không phải là em xịn nhất, nhưng mà trong tầm giá thì mình đánh giá là nó cũng khá là đẹp rồi. Nó có như giá có 500 hay bao nhiêu ấy, nó cũng không cao lắm đâu. Cả combo chuột phím này thì rơi khoảng tầm hơn triệu tí, cũng không quá là nhiều. Em thấy không? Em bên mua bàn phím không? Nếu mà mua được luôn, cũng ok mà. Và cuối cùng có lẽ là chất nhất, đó chính là dàn loa của mình. Thì tại sao lại có loa? Mình nghĩ rằng ấy, anh em khi mà mua bộ trắng thôi, anh em sẽ mang tính gọi là decor nhiều hơn, mang tính kiểu show của nó, show off. Thế nên anh em sẽ thường thích có thêm tai nghe. Em có thể mua con tai nghe H55 phiên bản màu trắng gì đấy, tầm trên triệu ấy, ok. Nhưng nếu mà bây giờ anh em chơi loa thì phải chơi có những con gì? Thì mình đang có ở đây, đó chính là hai kit loa. Anh em thấy hết cả hai bộ chưa? Thì nhá, nếu mà về vẻ ngoài, nếu mà anh em lựa chọn một chiếc loa cho vẻ ngoài thì mình khuyên rằng anh em nên mua kit này. Kit này là kit MR4 Edifier. Em này thì là loa kiểm âm. Nhưng nói thật thì mình không thích cái âm thanh của nó lắm, bởi vì cảm giác nó cứ bị nghe từ tầm nhỏ tới tầm trung thì ok, nhưng mà nghe đến to, từ to âm thanh á, không được hay cho lắm, bass nó cũng không được ngon cho lắm. Nhưng nếu anh em không quá quan tâm về vẻ ngoài, sẵn sàng chấp nhận cái màu này và một chút là cái sự thiếu hoàn hảo trong cái design ấy, thì mình nghĩ rằng kit R1080 Bluetooth này cực kỳ hoàn hảo luôn. Nếu với một cái kit nhá, anh em sẽ có một cái loa Bluetooth này, một con loa cắm dây này, và nghe âm thanh con này cũng khá là tốt đấy. Mà trong khi con này, hai con này cách nhau có 30.000 thôi, dưới 2 triệu cả, có 30.000 thôi thì thực sự rất là đáng mua.
Và có một điểm thiếu ở đây, nếu mà thực sự mình rất là mong muốn nhá, đó chính là một chiếc màn hình màu trắng cơ. Nhưng mà màn hình màu trắng ấy toàn màn hình đồ họa không, màn hình đồ họa với cả màn hình kiểu làm việc thôi, chứ màn hình gaming không có màn hình màu trắng, thế nên là hơi buồn một chút. Nếu anh em với một cấu hình như này rồi, với cả i5 với cả 3060 ấy, thì mình khuyên rằng anh em nên mua một con màn hình 2K 165Hz, ví dụ như là của Gigabyte M27QX này, hay là những chiếc GP 850 này, những con đấy thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Nó màu đen thôi, nhưng thực sự thì anh em chơi những đồ trắng như thế thì đành phải chấp nhận là có màn hình màu đen thôi nhá. Anh em đó mua bộ máy tính trắng này không, mình sẽ để hết ở dưới link mô tả nhá. Vào Hà Công Phát bộc phát về nhà luôn, ai cũng không phục anh em, bởi vì là mắt nhìn quá xịn đúng không, nhìn bộ máy như này ai cũng nghĩ rằng là 40-50 đấy, nhưng mà bộ này có mỗi 30 thôi. Tất cả set này anh em mua ngay vào luôn bộ này cho mình nhá. Còn nếu anh em cảm thấy hứng thú với những video khác thì hãy bấm like và subscribe để chờ những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em tại video sau.